Ê, chào mọi người trở lại kênh hai. Em có một con 362 tuyệt vời này mọi người. Hôm bữa có một con, giờ có một con nữa này, tuyệt vời luôn, tuyệt vời ông mặt trời luôn, tuyệt vời luôn nha, tuyệt vời ông mặt trời luôn, rất đẹp, đẹp lắm, nhìn ngồi sức, làm kiorit nha, làm kiorit, làm chuột luôn nha, làm chuột luôn, xích con dài nha, đẹp lắm, này vệ sinh thêm bên trong là rất là đẹp. Mình sẽ bán ha, 362 hai học lam. Ok, đẹp miên man. Hơi thôi mọi người, hơi khỏi bàn mọi người, bao nồng nha, mấy bao nồng tuyệt vời không chơi luôn, dây giật còn sáng lắm. Đẹp, tuyệt vời. Con này cái lam con này như là 2 tấc, 5 tấc mọi người, đẹp lắm. Con này đẹp mà không có bể vỡ gì. 1.850.000 bao ship nha mọi người, bao ship toàn quốc, đẹp đẹp đẹp, máy đẹp. Hôm nay kiếm được con đẹp quá sướng rồi. Máy chưa dọn nha, 1.850.000 nha. Mấy con đẹp 362 này giá nó bán thị trường trên 2 triệu một con không. Bao ship toàn quốc nha mọi người, bao nồng. Máy có lửa luôn nha. Ha. Mấy con này thôi chứ về mà nếu mà lọc xăng nó sạch, nếu mà lọc xăng nó dơ thay lọc xăng là lên xăng. Chế quanh rồi nha. Mở cái dây xăng ở trong chỗ cái bình xăng con này ra coi thử nó có phun xăng lên không. Nếu mà phun xăng lên gắn vô là nổ thôi. Mua thì cái việc chốt của chuyện khoản nha mọi người, lâu hàng đẹp thì lâu lâu nó có 1 con 2 con vậy thôi chứ nó không có miết đâu, toàn hàng nó vừa vừa thôi. Rồi chào mọi người nhé, ai mua thì chốt của chuyện khoản, hết tiền hàng và số tài khoản ở dưới phần mô tả giúp em nha. Nhớ xem video là xem kỹ nha mọi người. Đây rồi, máy móc không có bể vỡ hả mọi người. Và em gửi hàng thì em sẽ đóng cái shop nổ này. Đó, cái shop nổ này em sẽ quấn theo máy để em gửi. Những con máy xác ấy, những con máy mà em bán xác ấy thì em cũng có thể quấn mà cũng có thể không, tại vì bán xác này không quan trọng bể hay không bể. Máy này bao năm có lửa nha. Ok, máy đẹp. 1.850.000 bao ship toàn quốc, bao nòng luôn, có lửa luôn. Máy này thôi dùng đời nào nó hư.